Ui, con này lớn. Ui. Hàng vô, hàng vô. Wow. Rồi, 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 rồi. Có hàng, có hàng các bạn. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Nay đi qua đêm luôn các bạn ơi. Nay đi gần chiếc xe tải luôn. Bên này có ông anh cũng hay đánh. Này cũng qua đêm. Anh em xuyên đêm luôn nha các bạn. Sáng mai về. Tạm thời bây giờ thì 12 giờ trưa đó các bạn ơi, mới vô tới. Mới ra mấy cái cành tây. Đây là dàn thắt lát. Bên này ông anh ổng đánh cá trôi con C. Đây, dựng chòi đồ. Uy tín luôn. Hàng vô các bạn ơi. Hàng vô. Hàng vô. Wow. Ui. Wow, con này ý nghĩa nè. Con này trên thằng ba ha. Con này hả? Bảy ánh. Đâu, đợt em câu con nhỏ hơn con này xíu, về cân 27, 28. Kèm được anh, kèm chim được. Bấm hư cước rồi gãy mẹ gãy luôn rồi tay còn cái đông mang nữa kìa, thôi dừng dính tay nha. Đủ móc cái lưỡi ra bên đây để mà công về không có làm sao ăn vô là má rồi luôn. Nó mạnh quá. Cẩn thận nhanh. Em biết cá sao mà nó ít ăn không? Mới cào 3 ngày đây. Mới cào nè, ông đi ấy ông nói nè. Có tùng là ok rồi. Dựng chòi bạt luôn nha anh em. Tốt rồi hả? Rồi. Uổng đó. Con này to nha anh em, lấy cái vợt anh ơi, con này to á. Con này lớn lắm anh ơi. Cần yếu hả? Ui, con này lớn. Ui. Ôi,
thằng ở trong đó. Cái anh nở đi, anh lấy kèm đi. Rùng anh lấy kèm thì em đi, không có được. Nó vạch cái là vô tay nha. Ui ui. Giờ này cá nó mới ăn nè. Giờ này nó mới ăn này với cái cành tay của quầy. Hay quá anh ơi. Cho lên trên này luôn, tối em nướng nó luôn. Có không? Rồi 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 rồi. Chuyện đít khó lắm, nó mới xây tự chịu chưa? Ba pha rồi anh em ơi. Nửa con má đẹp chứ chịu chưa? Phải đâu, cái nhỏ thì cái phao nằm dưới đất. Tại bây giờ là 4 giờ mấy không anh? Cá nó đóng 3 pha rồi. Bên mấy ông anh thì 2 pha lên được 2 con trôi. Cái trắng nó hiền lắm. Thôi câu trong bờ mà đụng trôi là cũng ok đó. Cá vô. Vô rồi, lấy vợt. Ồ. Một lứa với nó hết ha. Cỡ như bên kia hết. Lấy cái khăn. Lấy cái khăn á, nó tụt xuống nước là nó đi á. Khăn phải biết phải để đâu. Quá trời rồi. Không lôi nó lên nó tụt á. Đâu ai lên bờ mà để mất ăn. Ôi vậy là vui rồi. Con kéo là vui rồi. Má cày nó kéo mạnh cái bộ kéo giật cái kéo rất là đứng hả? Quyết. Ba hồi nó giúp con thác lát 10 kg. Đem là cho vui chứ. Nó làm sớm. Nói chứ cỡ nào cũng có hàng khủng mà. Từ đây tới sáng mai cũng có hàng khủng mà. Hey.
câu sáng giờ chưa có nào đó. Tốt rồi hả? Tốt rồi. Lên hàng anh em ơi. Rồi cho vô bếp lửa luôn. Lửa vô bếp, Này nhỏ này. Ăn đi, ăn đi. Cầm chi cái rồi cho. Quá lửa lắm. Nhai hết đi. Đỡ cho cái chuông thì tụi nó bẻ cái bữa mày đá dứt phát này bạn. Nướng không? Cho vô lò lửa luôn em. Này thì lẩu kiến này, này thì lẩu kiến này. Thì ra người ăn. Ăn miếng dưa này. Ăn đi ăn, ít thôi, xíu thôi. Ăn đi. Ít thôi. Ít gì? Lỡ cắt ở đây còn ít với nhiều nữa. Sợ ăn hết. Anh nào làm thêm không? Dạ thôi. Tình hình này nay xém móm rồi. Thì lớn kìa. Thôi, tình hình là có việc các bạn ơi, nên anh em xếp cành về sớm nha. Anh em dọn cành thôi các bạn ơi.